Thưa quý vị, theo thông tin từ Bloomberg, sắp tới Grab và Gojek có thể sẽ về chung một nhà. Việc sáp nhập này nếu thành công sẽ tạo ra một công ty kỹ thuật số mạnh nhất khu vực. Bloomberg dẫn các nguồn tin thân cận cho biết, hai kỳ lân công nghệ hàng đầu Đông Nam Á là Grab và Gojek đã đạt được tiến độ đáng kể trong việc tìm ra một thỏa thuận để hợp nhất hoạt động kinh doanh. Theo nguồn tin, đồng sáng lập Grab Anthony Tan sẽ trở thành CEO của liên danh sau sáp nhập, trong khi các lãnh đạo Gojek sẽ điều hành liên danh mới ở Indonesia với thương hiệu Gojek. Nguồn tin này nói rằng hai thương hiệu có thể vận hành riêng biệt trong một thời gian dài. Việc sáp nhập cuối cùng nhằm mục tiêu đưa liên danh trở thành một công ty đại chúng. Thông tin này cũng cho biết những khác biệt trong quan điểm giữa hai công ty này đã được giảm bớt, dù một số chi tiết của thỏa thuận vẫn cần được đàm phán. Lãnh đạo cao cấp nhất của mỗi bên cùng ông chủ SoftBank, Masayoshi Son, nhà đầu tư lớn nhất của Grab, đang thỏa thuận các chi tiết cuối cùng. Tuy nhiên, hiện cả Grab, Gojek và SoftBank đều từ chối đưa ra bình luận về thông tin này. Theo Bloomberg, việc sáp nhập nếu thành công sẽ tạo ra một công ty kỹ thuật số mạnh nhất khu vực. Tuy nhiên, điều này sẽ không hề dễ dàng trước những lo ngại của giới chức trách các nước về nguy cơ độc quyền. Grab hiện có mặt ở 8 quốc gia, được định giá khoảng 14 tỷ đô la Mỹ, trong khi Gojek chỉ có giá khoảng 10 tỷ đô la Mỹ, hoạt động tại Indonesia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.